cái chữ cách trí đó, nó có nghĩa là cái thái độ, cái danh xưng. Còn cái chữ nam á, chữ nam á ở đây nó có nghĩa là cái nam á, ở đây là cái tên gọi, cái danh xưng là sao. Ví dụ như mình nói đó là ông vua, đó là ông vua, đó là linh mục, đó là hòa thượng, đó là bác sĩ, thì đó gọi là cách tiếng. Còn cái nam đó, ví dụ như là Lê Văn Tèo, Nguyễn Văn Tý, thì trường hợp đó nó được gọi là tên gọi. Nhưng mà đặc biệt ở đây nó có một cái, trong trường hợp này, trong trường hợp này tôi nhấn mạnh hay là trong trường hợp này, trong trường hợp này, trong trường hợp này này, thì cái chữ Opapatika nó không còn có nghĩa là hóa sinh nữa, mà nó là bẩm sinh hay là tự nhiên. Bẩm sinh hay là tự nhiên. Như vậy thì tên gọi theo Đông chú giải nói đó, thì tên gọi của một thứ, tên gọi của một thứ, cái tên gọi của một cái thứ vật, một thứ sự vật nào đó trong đời, nó có hai trường hợp. Một là bẩm dựa vào cái bản tính, bản cái chất tự nhiên của nó mà người ta gọi tên. Còn hai nữa là gọi theo cách áp đặt. Có hai cách gọi tên. Một á, là dựa vào cái bản chất tự nhiên hay là bẩm sinh của sự vật. Trường hợp hai đó là gọi tên theo sự áp đặt. Thì cái gọi tên theo sự áp đặt ở đây nó gồm có hai trường hợp, đó là chữ kích tí hay là chữ nam nam á. Nhớ nha, tôi nhớ chỗ này, cái cách gọi tên nó có hai. Một là gọi theo cái bản chất tự nhiên, hay là cái bản chất bẩm sinh của sự vật. Thí dụ như mình nói cái đó là con rắn ba khoang, là bởi vì trong cái cổ nó có cái hình ba cái vằn ngang vậy đó, thí dụ như vậy. Hoặc là mình kêu là chiếc xe ba bánh, bởi vì mình dựa vào cái hình thức ba bánh của nó, tức là dựa vào cái gì đó mình mới đặt tên. Còn cái trò thứ hai gọi tên là áp đặt. Thế như mình sanh ra đứa con, mình không biết đứa con này lớn lên nó giỏi hay là nó dở à, đứa bé thì nó còn nhỏ quá đi, cho nên mình cũng không biết lớn lên mặt mũi hình dáng nhân dạng của nó ra làm sao, mình cũng không chắc. Nhưng mà mình cứ con gái mình cứ lựa tên đẹp, tên mềm à. Thí dụ như là tên Nguyễn Thị Diễm, tên Trần Thị Hương, Quỳnh Thị Loan gì đó. Cái mình đặt tên cho nó mềm mềm ra, Tuấn này, Kiệt này, Dũng, ví dụ như vậy. Rồi lớn lên nó có chuyện nó bị tàn tật, cái nó bị dị dạng gì đó thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà trước mắt đó thì cứ đặt tên theo cái sự áp đặt của cha mẹ. Rồi rồi thứ hai đó là đặt tên dựa vào cái bản chất tự nhiên của sự vật. Ok, tôi làm một vòng nữa trước rồi bây giờ tôi mới đi vô trong cái chánh kinh. Ở trong đây dạy rằng cái bản kinh này, nếu mà mình chỉ liếc mắt qua bên cái bản trên cái mặt giấy, mặt chữ thôi đó, thì nó không có chuyện gì để nói. Nhưng mà cái chiều sâu nó nằm ở chỗ nào, nó cái chiều sâu của bản kinh này nói là cái bản chất phù du, cái bản chất phù phiếm, cái bản chất là tương đối của cái thế giới mà chúng ta đang có mặt. Ở trong chú giải này phải dịch như thế này nè: nó và hít cách tin gì nó và mà mì nè mất tu sắp tu và sân khả đồ và nắp thí không. Cái gì sân khả đồ đây là cái là pháp hành, pháp hữu vi nha, nhưng mình dịch chung là sự vật. Không có sự vật nào trên đời này sắp tu và hay là chúng sinh mà na mi nó mất tu tránh được, thoát được cái tên gọi. Không có cái sự vật gì trên đời này, kể cả chúng sinh, mà không có cái tên gọi. Nam nó mất tô, có nghĩa là không có tên gọi, không có tên gọi. Dầu là ô bất ba thứ khác, tức là dựa vào cái bản chất bẩm sinh, hay là kích tí ni nó qua na ni nó qua, tức là hoặc là dựa vào
những cái bài cái để đặt tên cho sự áp đặt. Chị chúng tôi có nói rồi, cái tiêu định cái là cái thay đổi, cái tiêu định là cái thay đổi. Còn cái nam á có nghĩa là nền. Một cái là cái gọi là danh sinh, đây là cái chức danh. Còn một cái gọi là tên gọi theo cái sự áp đặt. Thì bạn và cái tên này thì nó chỉ tồn tại đến cái tên mà thôi. Chẳng hạn như chúng ta ví dụ một cái chuyện nóng nhất, tức là ngày 17 đó, ngày 17 vừa qua, ngày 17 vừa qua thì có cái chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị bắn rớt ở Ukraine này, Ukraine. Thì chúng ta thấy rằng là chỉ cái tên thôi, tự nhiên mình đọc cái tên mà thấy ghét rồi. Tức là cách đây mấy tháng cũng cái hãng hàng không này bị mất tích một chiếc cũng gần 300 người. Lần này nó mất thêm một chiếc nữa. Nếu mà cái cũng trong đó đâu có phải là người Malaysia không, 150 người Hòa Lan, Mỹ cũng 20 mấy mạng, trong đó có Việt Nam thì Việt Nam cũng có 3 người trong đó. Thì mình thấy là đủ thứ quốc tịch, mà đặc biệt là người Hòa Lan rất là đông. Mình chỉ vì cái tên gọi thôi, mình chỉ vì cái tên gọi Malaysia mà làm cho mình bực. Chỉ là cái tên gọi thôi, chỉ là một cái tên gọi làm cho mình bực, mình khó chịu. Mình thấy cái hãng này sao nó có vấn đề hoài, mà cái vấn đề nào đó cũng là làm chết người hết. Cho nên chỉ là cái tên nó quan trọng lắm. Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên đó là không có một cái sự vật gì hay kể cả chúng sinh trong đời này mà không có tên gọi, dầu đó là cái tên gọi dựa vào cái bản chất bẩm sinh hay là tên gọi áp đặt. Yassa, nó còn có cái câu này nữa. Dầu cho một cái cội cây hay một hòn đá mà không có tên gọi đó thì ít nhất nó cũng được gọi là cây vô danh hay là cây không tên. Cái câu này dịch sát như vậy. Dầu cho một cái cội cây hay là hòn đá không có tên gọi đi nữa, Yassa Pihi Rukasava Pasanasava, dầu cho một cái khúc, một cái cội cây hay một hòn đá, Ý đằng mà mình thấy ta trà nằm thì không có tên gọi đi nữa, thì anh em mà cô tiết thừa tác sinh em mình hồ thì nó cũng được gọi là cây vô danh hay là cái cục đá vô danh. Đó là giống như mình thấy mấy cái bản không tên của nhạc sĩ Vũ Thành Nam, nói là không tên nhưng bản thân cái đĩa không tên đó đã là một cái tên. Bản không tên số 1, bản không tên số 2, bản không tên cuối cùng thì nó là không tên, nhưng thực sự bản thì nó cũng là có cái tên. Cho nên cái vô danh ở đây tiếng Bali gọi là á nè anh em mặc cá, là vô danh hay là không tên hay là khuyết danh chị anh em mặc cá. Cho nên tôi dịch lại cái này nè, dầu cho gọi là một cái cội cây hay một hòn đá không có tên gọi đi nữa thì tối thiểu nó cũng được gọi là cái gì đó vô danh. Dù một cái vật bé mọn tầm thường đến mấy không có tên gọi ở trên cũng được gọi là vật vô danh, thì tự thân cái vô danh đó nó cũng đã làm cái tên gọi rồi. Tôi nhắc lại cái bài kinh này nó nói là cái gì, nói rằng đối với Phật thì nhìn vào cái căn tánh của cái người hỏi đó, cho thấy là cho người này thấy ra một cái khía cạnh của thế giới, của vũ trụ này, có nghĩa là đời sống này đó, chúng ta sống trong những cái lớp phấn son, ta sống trên cái vẻ ngoài, sống trên cái vẻ ngoài. Khi mà như ngày hôm qua chúng tôi có, ngày hôm trước chúng tôi có nói đến chuyện là khi mà cái mắt mình hoặc là lỗ tai của mình mà nó nhìn cái gì đó, nó nghe thấy một cái gì đó, thì cái lúc mà con mắt mà nó nhìn cái gì đó thì nó mới chụp hình thôi, nó chưa có định danh, chưa có định dạng cái vật thể đó là cái gì. Nhưng mà ngay sau đó trong cái tiềm thức của chúng ta mới định danh cho nó, định hình nó, hình dáng nó ra làm sao, rồi từ đó phải đi bước nữa, đó là định danh là nó là cái tên gọi là cái gì. Hoặc tối thiểu mình không biết nó là cái gì thì mình cũng liên tưởng đến cái gì đó nó tương đương, tương tự, tương đồng. Thì trong trường hợp đó chúng ta vẫn cũng có cái cách để mà gọi tên cho nó.
Cho nên trên đời này trong câu trong cái câu hỏi đó, là cái gì nó nằm trên tất cả, cái câu vật gì thắng tất cả, nó sẽ đều cái dịch là cái gì nó nằm trên tất cả, cái gì nằm trên tất cả và chỉ vậy thôi, không gì khác. Đó là câu thứ hai. Ở đây trong câu dịch là gì, vật gì không số hơn, cái chữ Pio đó. Đây là mình tôi dịch lại, bởi vì ngài bị khó khăn ở trong cái chuyện là ngài bị gò bó trong cái chuyện dịch kệ, dịch năm chữ. Còn riêng chỗ này tôi dịch tức là tôi không có bị bó trong đó, cho nên tôi thoải mái hơn như vậy thôi. Cái gì nằm trên tất cả và chỉ vậy thôi, không gì khác. Và cái câu thứ ba tôi dịch chung, và cái gì trên đời này bao trùm lên mọi sự. Cái câu ba tôi gom chung lại đó, bao trùm lên mọi sự. Cái nguyên bài kệ này lên như vậy: cái gì nằm trên tất cả và chỉ vậy thôi, không gì khác. Và cái gì trên đời này bao trùm lên mọi sự, thì Đức Phật nhìn vào cái căn tánh người hỏi, người trả lời là cái tên thôi, chứ còn cái gì đâu, chỉ là cái tên thôi con ơi, chỉ là cái tên gọi thôi, chỉ là cái tên gọi thôi. Tôi nhớ Việt Nam có cái câu thế này: mọi làng hơn sàn xóa bếp. Thì các vị có nghe câu này không? Một miếng mọi làng hơn một sàn xóa bếp, một miếng mài làng. Mài làng, cái chữ làng này trong tiếng Việt cái nghĩa nó hơi rộng nha. Làng cái là thôn, là xóm nha. Nhưng mà chữ làng này nó còn có nghĩa là cái chỗ họp mặt của dân chúng trong một cái địa phương nào đó. Tức như có cái đình thì nó gọi là đình làng, hoặc là cái hội trường, hoặc là có một lúc thì ở trong nước, ở trong những cái làng thôn ấp xã người ta có gọi là nhà văn hóa chẳng hạn, gọi là cái hội trường của một cái ấp xã thôn, để mọi người có cái chuyện gì thì ra đó tập trung đó, ngồi nói chuyện nhau ngoài đó. Thì cái chữ làng này là nghĩa là cái chỗ tập trung, chỗ họp mặt của dân chúng địa phương nào đó gọi là làng. Nghe chưa đi, chữ làng mình có hiểu chữ làng là thôn, nghe nó kỳ đó, mình không hiểu nó là cái gì. Một miếng ngoài làng, ngoài đình đấy, mình hiểu nông nao ngoài đình đấy. Một cái miếng ăn mình nó giữa bá quan văn võ thì nó vinh dự, nó vinh dự dữ lắm. Còn bây giờ mình về nhà mà mình ăn một mình là nguyên một cái thì nó không có gì đặc biệt. Cho nên ở đây nó là một miếng mà làm một hôm sàn sẽ bếp, nghĩa là cái mặt mũi thôi. Miếng đời này chỉ là cái mặt mũi thôi. Thì chữ danh ở đây cũng vậy, đời sống, cái bản chất của đời sống mình nó chỉ là cái tên gọi thôi, chỉ là cái tên gọi, cũng có người đó. Nhưng mà khi mọi người dựa vào nhiều cái yếu tố xã hội, nhiều yếu tố pháp luật xã hội mà người ta gọi đó là ông này bà nọ đó, thì tự nhiên cái mình thấy cái thế giá, cái phẩm vị người đó nó khác liền, nó khác liền. Cho nên ở trong đây cái câu trả lời Đức Phật là ngài nhắm đến cái tâm lý của người hỏi, mà nó là cái trong câu hỏi là cái gì trên đời này, cái gì trên đời này nằm trên tất cả và chỉ vậy thôi, không gì khác. Cái gì đó mà chỉ riêng nó thôi là đủ để bao trùm lên mọi sự. Đức Phật thì nói là chỉ cái tên thôi con ơi, chỉ là cái tên gọi thôi. Thì cái người nghe như vậy, họ chỉ nghe tới đó thôi, cái người hỏi chỉ nghe chuyện đó thôi, họ ngộ đạo. Còn mình thì sao? Mình liếc vào bên cái mình thấy không có gì hết, không có gì hết. Thì giống như một cái người nhà quê mà nhìn thấy một cái viên kim cương thô mà chưa có mài dũa vậy đó, thì họ nhìn nó thấy nó là một cái viên đá trong suốt hạch biệt. Rồi mai này cái viên đá đó mà giữa đặc biệt rồi, mà giữa nó cắt cạnh nhìn nó lấp lánh, thì lúc đó bây giờ cái người nhà quê mà không biết gì đó, họ chỉ vẫn nghĩ ở cái cục này thì nó cũng giống như bao nhiêu cái miếng thủy, bao nhiêu cái viên thủy tinh mà bà xã mình nó vẫn đeo lại thôi. Tức là họ nó còn nguyên ấy, lúc nó còn nguyên thì họ cũng coi thường theo cách khác, mà lúc nó được mà giữa rồi thì nó cũng coi thường theo cách khác. Rồi chỉ có người biết chuyện đó, họ biết cái viên này nè, cái viên mà to cái bằng trứng cút này nè, nó đủ để thay đổi cuộc đời của mình và những người thân của mình. Một viên kim cương mình có bằng trứng cút mà đủ thay đổi cuộc đời của chúng ta,
đó là tới bạc triệu đô la rồi nha. Thì kinh điển cũng vậy thôi, khi mà chưa có được nghe giải thích thì chúng ta mù mờ không biết nó là cái gì, sẽ nói kỳ cục vậy. Tới khi nghe giải thích rồi thì một số ý nghĩa nó được bừng lên, nó sáng ra, nó rõ hơn. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ cái ngộ tánh đó, thì mình thấy nó cũng có gì hết. Nhưng mình riêng với người nghe cái này là họ ngộ đạo, là bởi vì họ thấy ra được một cái chuyện khác đang nằm đằng sau những cái lời giải thích đó. Tức là cái bản chất thế giới nó chỉ là cái tên gọi, chỉ là tên gọi thôi. Và từ cái chữ, từ cái tên gọi đó nó mới dẫn đến những cái sự tương tranh, sự tranh chấp, sự đấu tranh, sự giành giật. Và thế nào gọi là vinh dục ở đời này cũng chỉ qua chỉ là cái tên mà thôi, chỉ là cái tên. Vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Cho nên là bữa sáng hôm nay tôi không có nói nhiều, nhưng tôi không có nhiều. Bây giờ tôi nghĩ rằng một tuần mình chỉ còn có mấy ngày thôi, cho nên là mình một bài kinh như vậy thì mình chỉ nói một ít thôi, nghe một ít thôi. Nếu quý vị muốn nói nhiều thì đó là lựa chọn thôi. Nếu quý vị muốn nói, chúng tôi nói, tôi muốn tôi giảng như là trước đây đó, thì nghĩa là một tuần mình chỉ học có ba bài thôi. Còn nếu mà một bài mà chỉ lướt qua, tôi chúng tôi chỉ chú thích dùng chữ khó cho quý vị đó, thì một buổi sáng thế này mình học được rất là nhiều trong 2 giờ đồng hồ. Và hiện giờ các vị còn nghe rõ không? Hồi nãy giờ các vị có nghe không? Hồi nãy giờ cái máy tôi bị đúng chứ. Dạ, nãy giờ cái máy tôi bị đúng. Vậy là tôi không biết các vị có nghe không? Các vị nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Chết rồi, có một chút là sao? Chết rồi, chết rồi. Cả một rừng người mà trả lời cho nên là chết rồi. Chết rồi. Chỉ là tiếng tâm thôi. Tôi nhắc lại, mà tôi hy vọng là các vị đã nghe rồi, nhưng tôi vẫn nhắc lại. À rồi, phải, phải. Đúng, 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 đúng. Tức là, cảm ơn, cảm ơn. Cái mà tôi cần là cái trả lời của các vị kia không có xài được nha. Không có xài được. Nó rất là tệ. Các vị trả lời tệ quá. Tôi cần thành chỗ này nè. Tức là tôi đang muốn, tôi đang hỏi các vị muốn học kiểu nào nha. Chỉ còn các vị trả lời nó chết rồi. Cũng là người Việt Nam mà tại sao mà nghe tệ mà trả lời cũng tệ. Tôi vô trong mấy lớp ngoại ngữ đó, tôi không có trách họ, bởi vì tôi nghĩ rằng họ nghe không kịp. Tôi nghĩ rằng cô giáo dạy như vậy thì cô giáo hỏi đám dưới có đứa nghe được, đứa nghe được, tôi không có ngạc nhiên, bởi vì cái đó không phải là tiếng mẹ đẻ của người ta. Còn mình vô đây là cũng tiếng Việt Nam, mình nghe tiếng Việt Nam mà người ta hỏi mình, mình mới có trả lời, người ta hỏi mình mới có trả lời. Các vị nghe cái động trợ hỏi tôi đã giảng ở đâu rồi, các vị nói là có một chút thôi à, không biết cái câu nghĩa là gì. Bên nghị sĩ nó có một cái lạ lắm, là mình hỏi họ cái gì cũng giả hết á. Nữa họ ăn họ giả. Nhưng lúc mình đem ra lại họ nói cái này con, cái lúc này con cử đường á, cho nên con sợ ăn ngọt. Cái tối sao mẹ giả nó là tại lễ phép. Rồi có chiều nay các vị có đi không? Dạ. Cái chiều tới 6 mình hẹn họ, mình nói giờ 3 giờ. Dạ. Tới 6 giờ mới mặt nào hết. Mình gọi con hỏi họ, nó dạ con đâu có đi đâu. Nó không đi sao dạ, nó tại lễ phép. Không đi cũng dạ, mà không ăn cũng dạ, cái gì cũng dạ hết. Cái bữa tôi bận tôi nói trời đất ơi, nếu mà ngày xưa ông xã các vị mà đi tỏ tình với các vị, cái gì quý vị cũng dạ rồi, chết người ta rồi, lỡ người ta mình không thích người ta rồi mình dạ rồi, người ta làm ẩu mình sao. Ok, bây giờ tôi nhắc lại nha, là với tình hình như thế này nè, có lẽ là mỗi bài kinh tôi không có giảng nữa. Đúng rồi, giảng nữa. Tôi chỉ giảng, tôi thích chữ khó rồi tự các vị về các vị đọc thêm nha. Mà thật ra cái mình cần là tới đó thôi. Bây giờ là cho tôi xin bài mới đi, cho tôi xin bài mới đi.